mình quá lợi hại thì phải quay toàn con mái. Chưa? Lúc mùa cá bổi ra công cánh chớp với nhau thì mình đã quay con mái ở trên cao. Ô, con mái sang đấy cùng nhỉ? Đi hết cả hai rồi. Lại sang mà. Bồ to thật. Con này yếm 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 này. Xuống. Ừ. Nội sang cái sung. Nó cứ bay đi, gần tới lồng lại bay ra. À, đây là công trường đổ bê tông. Con lin ra cái đang đi ra ngoài này. Con này cánh liên tục, cánh cứ nhấp cánh chơi.
mãi cho thế nhỉ. Nước dưa này liệu có chết không chưa? Cô khuyên về chưa? Cô khuyên về à? Không. Ô, thưa các anh không thấy con mái đâu nhỉ?